Nam sự an toàn. Mời cả quý Phật tử chúng ta đồng ngồi xuống. Nam mô Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể tất cả quý Phật tử. Thì hôm nay đó là ngày mùng 1 tháng 12 năm Canh Tý, đó là cái tháng cuối năm của năm 2020. Thì tại niệm Phật đường chúng pháp chúng ta cũng tiếp tục tổ chức khóa tu một ngày an lạc hàng tháng. Hôm nay thì do cái thời tiết giá rét rất là lạnh của mùa đông ở xứ Tây Nguyên, chúng ta lại tràn về không như những năm trước. Năm nay thì cái xứ lạnh nó lại rất là lạnh, lạnh hơn mỗi năm rất nhiều. Nhưng thì hôm nay chúng ta được ấm lòng khi gặp lại được sư cô, giảng sư đã quan hỷ nhận lời về trên đây chúng ta để tham dự khóa tu của những ngày cuối năm giữa mùa đông như này. Thật là một điều cái hạnh phúc vô cùng đối với đạo tràng dục pháp chúng ta. Xin quý vị trân trọng cho tràng khóa tay để cùng kính đón sư cô giảng sư Thích Nữ Hành Chơn, người đã đồng hành với chúng ta nhiều khóa tu trước đây rồi. Năm nay thì do đại dịch Covid-19 thì khóa tu chúng ta cũng đã tạm ngưng rất nhiều. Năm đến nay thì chúng ta chỉ tổ chức được có là 6 khóa tu thôi. Nhưng mà lại sư cô cũng đồng hành với chúng ta đã phân nửa đoạn đường của khóa tu năm nay. Với những cái bài pháp giống như là những cái pháp đàm vấn đáp, những câu hỏi và những cái được trả lời trao đổi của sư cô đến rất là thâm tình đạo vị, chia sẻ những cái điều, những kinh nghiệm, những giáo lý trong cái đường tu đến hàng Phật tử chúng ta tại nơi chùa Diệu Pháp này. Thật một điều quý báu rất vô cùng. Thì hôm nay chúng ta cũng đã gần cuối năm rồi, thì đã 6 khóa tu, sư cô cũng đã dìu dắt, trao đổi, hướng dẫn, đồng hành chúng ta rất nhiều. Chắc lẽ là quý vị sẽ thâm nhập được kinh tạng hôm nay cũng rất là nhiều, rất là nhiều rồi phải không? Qua vừa là sáng thì sư cô cũng nào thuyết pháp, chiều thì có những cái buổi pháp đàm vấn đáp rồi trả lời nữa, rồi cái sự trao đổi rồi giao lưu văn nghệ nữa. Có lẽ là các tu chúng ta cũng năm nay tuy rằng nó lạnh, tuy rằng nó ít, nó vắng, nhưng mà có lẽ là ấm nhiều hơn mỗi năm. Và một điều nữa rất mừng, có lẽ là quý vị đã thâm nhập được nhiều điều kinh tạng cũng như là giáo lý để am hiểu hơn trên bước đường mình tu. Thì hôm nay thì giữa cái mùa đông lạnh như vậy thì hàng Phật tử ở đây cũng là những người lớn tuổi, nhưng mà đã về đây cùng tham dự hôm nay một điều thật chứ nó là một điều rất là ấm áp cùng với sư cô. Giờ đây thì đạo tràng chúng con cũng rất là hạnh phúc, rất là khoan hỷ thành kính đây đầu để cung thỉnh sư cô giảng sư khoan hỷ đại diện hàng Phật tử chúng con mà truyền trao giáo pháp và khai mở tâm trí cho chúng con được sáng suốt hơn trên bước đường tu học. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ lời đầu tiên, chúng con xin được thành kính cung kính vấn an sức khỏe trên thượng tọa trụ trì chùa Diệu Pháp và cô chú quý Phật tử nhân khóa tu tại chùa Diệu Pháp được nhiều sức khỏe, nhiều sự an lành, công ăn việc làm đều được hanh thông, vạn sự đều được kiết tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, thực tế đó thì trong cái đời sống hiện tại ai cũng thích ngọt ngào dễ chịu, không ai thích những lời chua chát, cay đắng. Cho nên có một nhà thơ nói như thế này: tôi xin người,
cứ gian dối. Nhưng xin người đừng bỏ rơi tôi, bởi vì những cái lời gian dối đó đó, nó mang cái tính chất ngọt ngào và dễ chịu. Vì vậy mà đề tài cô gửi đến quý Phật tử đạo tràng chùa Diệu Pháp của chúng ta, đề tài được mang tên Sự Nguy Hiểm Của Vị Ngọt. Thưa Phật tử, ở đây chúng ta thích vị ngọt không ạ? Ngọt ngào ai cũng thích đúng không ạ? Có ai là không thích ngọt không? Dạ, giơ tay lên, một cánh tay giơ lên. Thưa cô, con không thích ngọt bởi vì ngọt rất nguy hiểm. Có ai nghĩ điều đó không ạ? Dạ, hay quá vậy. Dạ, ngọt thì ai cũng thích, nhưng mà cay đắng mà chua chát là không ai thích. Nhưng mà ngọt nó có cái nguy hiểm của sự ngọt, và nó có cái tác dụng tốt của vị ngọt. Vậy thì ngọt á, nó có hai điểm, nó có hai mặt, mặt tốt và mặt xấu. Bất cứ ở điểm gì, áo cũng có mặt trái và mặt phải. Không có cái gì là tốt hoàn toàn và không có cái gì là xấu hoàn toàn. Vị ngọt nó có hai tiêu chuẩn, đó là vị ngọt tối thượng và vị ngọt hạ liệt nhất ở cuộc đời này. Vị ngọt thế nào gọi là vị ngọt tối thượng, vị ngọt tốt đẹp? Trong kinh A Hàm, Đức Phật dạy vị ngọt tối thượng, vị ngọt tốt đẹp đó là một cái người làm ăn chân chính, mà người làm ăn chân chính họ lấy cái công, cái sức làm ăn chân chính đó, họ về họ nuôi cha nuôi mẹ, nuôi con cái, nuôi đầy tớ, tức là có được tiền từ cái việc làm chân chính đó, họ đem về họ phục vụ gia đình. Thì đây là vị ngọt tối thượng. Và chúng ta hiểu cái vị ngọt hạ liệt, vị ngọt là tồi tệ nhất ở cuộc đời này, đó là cái vị ngọt như thế nào? Là một người làm ăn phi pháp. Làm ăn thế nào gọi nó là phi pháp? Là chúng ta buôn bán người nè, buôn bán xì ke ma tí nè, trong đó có bán rượu nữa. Ở đây có ai buôn bán rượu không ạ? Chắc buôn bán rượu mới mốt không nhìn cô nữa. Dạ. Và buôn bán súc vật. Ở đây có ai buôn bán súc vật không ạ? Súc vật có nhiều con nha. Chó, mèo là những con đó nó ở gần gũi con người. Còn gà, vịt, trâu, dê thì cái đó để xa xa. Mình nói mấy này vô bị kẹt. Tại vì cũng có những người ta buôn bán gà, bán vịt, mà mình nói gà vịt vô là không tốt. Nhưng mà Đức Phật dạy là những con thú mà ở gần con người mình, đó là chó và mèo, thì chúng ta buôn bán những thứ này không tốt. Và buôn bán thuốc độc, buôn bán vũ khí, thì đây là những cái nghề không được tốt. Đức Phật dạy nếu một người làm cái nghề phi pháp, là cái nghề không tốt đẹp, mà đã làm cái nghề không tốt đẹp, về không nuôi cha, không nuôi mẹ, không nuôi vợ con tôi tớ trong gia đình, thì đây là loại người hạ liệt nhất cuộc đời này. Đấy. Và vị ngọt đưa đến sự đọa lạc, trầm luân. Vị ngọt đưa đến sự giải thoát, giác ngộ. Vị ngọt nào trầm luân, đọa lạc? Đó là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Còn có cái tên khác nữa, đó là tài, sắc, danh, thực, thì. Tài là gì ạ? Là mình ham, nhớ là ham, muốn tìm tòi tiền của. Ham muốn tìm tòi tài của. Cái chữ ham, cái chữ muốn đó sẽ đưa mình đi. Đi đâu? Đi mãi mãi. Đi không biết đường quay về. Mà cái ham đó, tiền là tiêu chuẩn thứ nhất. Thứ hai nữa mà chúng ta tìm tòi sắc đẹp. Thứ ba nữa, đó là danh, là tìm địa vị, danh vị. Và thứ tư là thực, ăn uống. Những thứ này nó là ngũ dục, là cái vị ngọt hấp dẫn cho mình. Đúng không ạ? Mình lên bàn ăn mà mình thấy cái món nào mà nó ngon, cái món nào mình thích,
hộp khẩu vị của mình, ai mà gấp món đó nhiều thì mình nổi giận lên, tại món đó mình thích mà. Đấy, ngay cái chỗ giận thì là gì ạ? À? Là sân, mà sân nó sẽ đi tới si, tức là cái này có thì cái kia nó có, và nó có trùng trùng điệp điệp. Do cái này khởi lên thì cái kia có. Và thứ năm đó là thùy, tức là ham ngủ nghỉ. Con ma ngủ nó sẽ nhập vô ai thích ngủ. Ngủ nhiều thì ngu si. Con gì ngủ nhiều Phật tử? À, bên đây Phật tử nói nha. Con gì ngủ nhiều mà mình ngủ nhiều thì thành? À, dạ, có nghe. Dạ, thì hồi lúc Đức Phật còn tại thế đó thưa Phật tử, có một vị tỳ kheo tu hạnh đầu đà. Hạnh đầu đà đó là vị này á, mặc thì mặc áo phấn tảo, mặc áo rách, còn không có ngủ nha. Vị tu hạnh đầu đà này là không ngủ, chỉ ngồi thôi. Và vị này khất thực, ăn thức ăn khất thực, tức là ăn những thức ăn đi khất thực, không phải là đi tìm cái chỗ giàu mới khất thực. Cái vị hạnh tu hạnh đầu đà là khất thực theo thứ tự, không phân biệt giàu nghèo. Đấy, và tu hạnh đầu đà là để thành tựu cái quả vị giải thoát giác ngộ của mình. Cái mong muốn của vị này là thành tựu đạo quả. Cho nên không có nghĩ phải ăn sung, mặc sướng, phải có một cái nơi để mình nghỉ ngơi cho nó thoải mái. Không có nghĩ những cái điều kiện đó. Miễn làm sao thành tựu đạo quả là vị ấy ham cái đạo quả ấy. Người tu hạnh đầu đà tốt đẹp nhờ tu tốt đẹp đó có phước báo. Từ cái phước báo đó có người cung phụng, có người cúng dường, lo lắng, bảo vệ. Mà vị này không biết hạn chế, không biết điểm dừng, không biết điểm ngừng lại để mà mình tiếp tục tu phước. Mà mình có phước, người ta cúng dường cho mình, thì là cái người đó là sao ạ? Là mài cái phước của mình. Nó giống như mài dao vậy đó. Mỗi một người đến mài một cái, mỗi một người đến mài một cái, thì mài càng nhiều thì đá nó sẽ mòn. Và khi phước hết, quả nó ập tới thì không đỡ kịp. Mà cái vị này hưởng phước nhiều quá, bỏ tu hạnh đầu đà, và cuối cùng cái vị này tu tốt với cái tâm ban đầu vô xuất gia, tâm rất là tốt, nhưng tu một thời gian bỏ đạo ra đời và sống một đời sống thế tục. Đó là nguy hiểm của vị ngọt, nguy hiểm của lợi dưỡng, nguy hiểm của sự cúng dường mà chúng ta không biết điều tiết, không biết điểm dừng để tạo phước báo cho mình. Cứ nghĩ mình có phước, mà phước thì có, người ta mới cúng dường. Mà người cúng thì cái người đó sẽ có phước. Còn cái người bị cúng là người đó mất phước. Mà mình không biết vun bồi cái phước của mình, mà phước hết thì nghiệp nó sẽ đổ. Mà nghiệp đổ tránh không khỏi thưa Phật tử. Và khi Thái tử Tất Đạt Đa, Ngài cũng bị ngũ dục này lôi kéo. Ngài bị gì? Tài sắc danh thực thì. Nhưng mà Thái tử cũng có ham muốn. Đó là gì? Nửa đêm Thái tử bỏ cung vàng điện ngọc đi xuất gia. Nửa đêm bỏ trốn là sự ham muốn, cái sự thích thú của mình nó mức độ không kiềm chế được. Phải đi, phải tìm con đường giải thoát. Mặc dù cái đời sống thường ngày của Thái tử đó, Thái tử Tất Đạt Đa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đó Phật tử. Cái đời sống thường ngày của Ngài là danh vị có nè, sắc có nè, ăn ngon ngủ kỹ có nè, vợ đẹp, con ngoan, địa vị, tất cả những thứ người thế gian đang kiếm, đang tìm, Ngài có hết. Nhưng Ngài bỏ, tại sao? Bởi vì Ngài biết rằng tài sắc danh thực thùy đó, những thứ ngũ dục này, nó không bền chắc, mà nó theo cái quy luật vô thường, có rồi không. Còn phước thì nó còn ở với mình, hết phước thì nó ở với người khác. Ngài nói cho nên quý bà con, quý Phật tử, chúng ta xài cái câu là tiền đi với gì à?
với bạc, tiền bạc, mình có duyên với nó thì nó ở với mình, không có duyên với mình nó ở với kẻ thù mình. Nó gọi là tiền đi với bạc. Thái tử thấy rằng cái địa vị, cái ngôi vị này đây nó không bền chắc, cho nên cái sự ham muốn của ngài là tu tập giải thoát. Cho nên nửa đêm ngài vượt thành đi tầm đạo, và khi ngài chuẩn bị thành đạo thì cũng có ma vương xuống thử. Chúng ta tu, chúng ta cẩn thận, tu ít thì ma xuống thử ít, mà tu mới tu thì không thử đâu, con ma nó đi ngang, cái mùi ngũ dục của nó mình cũng bị chìm, chứ đừng đợi nó thử. Nó thử là người có chất tu nó mới thử. Thái tử chuẩn bị thành đạo thì ma vương xuống thử. Quý vị nghe rồi xem thử mình có bị thử ở cái chiêu nào chưa, và có bị rớt chiêu nào chưa. Ma vương xuống thử thái tử là gì à? Ma vương cử ba đứa con gái, ba người con gái đẹp nhất trong hàng ma. Đẹp nhất trong hàng ma nha, chứ hạng sòn sòn không có cho thử, mà là đẹp nhất trong hàng ma. Xuống, thái tử đang ngồi thiền đó, họ ăn mặc kiêu gợi, họ nhảy múa, họ gợi tình, gợi dục cho thái tử, để thái tử siêu lòng. Đẹp mà, đẹp nhất trong hàng ma, đưa ba người con gái đó xuống để khuyến dụ thái tử Tất Đạt Đa. Nhưng mà tiếc rằng thái tử sao à, ngồi thiền định trơ trơ, không có ngó ngàng đến ba người con gái đẹp này. Ba người con gái trong cái hàng mà ma đưa xuống đó, đẹp nhất đó, nhảy múa quá trời, nhảy múa dữ dằn, mà thái tử im phăng phắc, cho nên xấu hổ, nhục nhã, bỏ chạy về nhà, không thành công. Bước thứ nhất. Bước thứ hai, ma vương cho linh hồn hung dữ. Đó, bước thứ hai là linh hồn hung dữ. Đầu tiên là cái cảnh ngọt dịu, nghĩa là hình ảnh đẹp, thái tử không siêu lòng. Bây giờ đưa hồn ma dữ xuống. Hồn ma dữ này, đồ trang sức của họ bằng sọ người. Trang sức của họ, trang sức của mình thì bằng vòng vàng, nhẫn, dây chuyền hay lắc gì đó. Nhưng mà trang sức của những linh hồn dữ này bằng sọ người. Và khi họ đến, họ dùng vũ khí để tấn công thái tử Tất Đạt Đa khi đêm mà ngài chuẩn bị thành đạo. Tại vì thái tử ngồi thiền định dưới gốc cây, đâu có quân lính nào đâu bảo vệ, ai muốn tấn công nhiêu đó tấn công. Nhưng mà họ nghĩ rằng chắc dễ tấn công, cho nên những cái hồn ma dữ này đây, họ đến họ tấn công thái tử. Nhưng mà do thái tử có lòng từ và nhập định sâu, vì vậy khiến cho lũ ma này họ không có hại được, không giết được thái tử, mà những cái binh khí đó nó biến thành hoa rơi xuống cúng dường thái tử. Lần thứ ba thất bại. Và lần thứ hai thất bại, bây giờ tới lần thứ ba là bắt đầu họ dở trò. Họ biến ra Yajudala, bắt đầu khóc. Mình mà tu mà nghe cháu nội nó điện nó khóc, bà nội con nhớ bà nội quá, bà nội đi từ sáng tới chiều, hay là bố ơi, hay là chú ơi gì đó, là mình biết đó. Mình biết đó, hơi hơi rồi đó. Thì lúc này Yajudala hiện, nhưng mà là ma hiện nha, chứ không phải nàng ấy. Hiện rằng nói chàng ơi, chàng đi bỏ thiếp vì thiếp buồn, thiếp khổ, rồi con nhớ, rồi cha buồn, đủ thứ chàng đi chàng bỏ, cái này bỏ cái kia, không có chàng, không có gì hết, lo lắng gì cả. Nó khóc, nó rên một hồi, nó thất bại, nó biến mất. Rồi tới con ma khác nó hiện lên, La Hầu La, hiện lên vua Tịnh Phạn để gì à? Nhằm dụ thái tử xuất định, để thái tử đừng có chuyên tu, đừng có thành Phật, mà không thành Phật thì thành ma. Thành ma là thành nhóm của họ. Lần thứ ba đó bị thất bại, bắt đầu họ sẽ hợp sức lại. Họ hợp sức lại để một lần tấn công thái tử Tất Đạt Đa. Quý vị thấy, mình cứ nghĩ là mình làm cái việc này, mình làm cái việc kia, đụng chạm với người khác, cho nên là mới có sự xung đột,
mới cứ xảy ra chuyện này chuyện kia. Thái tử đâu có xung đột gì với ai, ngồi tu tập, ngồi thiền định, nhưng mà vẫn gì à, vẫn có người đến phá. Mình tu là có người đến phá, mà tu và rất cu kiệu á nha, tu cỡ mình chưa đâu. Thì lúc này á, lần thứ tư là họ họp sức lại tấn công thái tử, nhưng mà không được, do phước báo của thái tử. Và bắt đầu họ sẽ tuyên bố, Ma Vương tuyên bố thời Đức Phật họ không phá được, nhưng vào thời con, thời cháu của Đức Phật thì họ sẽ phá tan tành, tan nát. Và họ sẽ đưa cái gì xuống dụ, ai thích sắc đẹp thì họ đưa sắc đẹp xuống dụ, ai thích mùi hương thì họ đưa mùi hương xuống họ dụ. Thế là chúng ta thích cái gì thì họ sẽ đưa cái đó xuống để dụ mình, để mình bỏ đạo, để mình không còn ở trong đạo nữa. Thì không còn ở trong đạo nữa thì họ sẽ thành công. Ai thích sắc đẹp thì đưa sắc đẹp xuống, ai thích tiền của, ở đây mình coi ai thích tiền của nha, thì sẽ đưa tiền của xuống dụ. Ai thích danh dự thì sẽ đưa danh dự xuống dụ. Và ai thích ăn ngon, ăn cái thứ mà mình thích, cái gì mình thích, cái gì mình mê là nó sẽ dụ. Ai thích ngủ thì đưa ma ngủ xuống dụ chúng ta. Đầu tiên thì cô sẽ chia sẻ cái tài, tức là tiền của. Ai thích tiền của thì bị con ma nó dụ. Điển hình như là câu chuyện ăn khế trả vàng đó quý Phật tử. Phật tử, câu chuyện nhân gian đó, chúng ta thấy câu chuyện rất là hay đúng không ạ? Cũng vì lòng tham, cũng vì cái sự thích tiền, thích của mình mà đánh mất nhân cách con người, đánh mất luôn cái tình anh em và đánh mất luôn cái thân của mình. Mà thân chúng ta quý không ạ? Quý vô cùng. Nhưng mà một khi chúng ta tham tiền, tham của thì đánh mất đi cái nhân cách của mình ngay phút đó. Câu chuyện cây khế đó, ăn khế trả vàng đó, là hai anh em ruột thịt. Mà khi cha mẹ mất, người anh là người cả đó, nghĩ mình là người lớn nên có quyền quyết định tất cả mọi thứ, luôn cả tài sản. Người anh này đã lấy hết tài sản trong gia đình và chỉ cho đứa em mình duy nhất một mảnh đất nhỏ với một căn chòi. Mà cái mảnh đất nhỏ đó có cây khế, khế ngọt. Thì cây khế ngọt đó hai vợ chồng cũng hiền, người em cũng hiền. Thôi anh cho cái gì thì mình lấy cái đó, chứ không khiếu nại. Gặp mình là mình khiếu nại đó quý Phật tử. Cha mẹ mất mà có hai anh em 10 công thì anh 5 công, tôi 5 công. 2 công thì anh công, tôi công, chứ sao cho tôi có miếng đất xéo. Còn nhiều anh hưởng hết là mình sẽ có chuyện không? Người em không có ý kiến. Anh cho nhiều lấy nhiều, anh không cho cũng không có, không có khiếu nại. Cho miếng đất nhỏ xíu, cho căn chòi, trong miếng đất đó có cây khế ngọt. Nhưng mà cái phước của một con người tốt, một người hiền thiện, thì có một con gì à? Con quạ đến ăn. Thì hai vợ chồng nói, hai vợ chồng nghèo, đi làm thuê, làm mướn. Thì đến khi mà cây khế đó có trái, một thì bẻ, đem ra chợ bán, mà ngặt cái con quạ đến ăn nữa. Thì mới nói là, quạ ơi đừng có ăn gia tài, tôi có cây khế này thôi. Thì con quạ nói sao à? Dạ, ăn khế trả vàng, hay quá ha quý Phật tử. Ăn khế trả vàng, ăn một trái khế trả một viên vàng. Mai túi, ba gan mang theo mà đựng. Thì cái người này không có lòng tham, cho nên mai ba gan. Còn quý Phật tử mai mốt mà ai nói quý Phật tử tu đi, tu xong về mai túi 7 gan theo tôi mà chứa vàng, chắc mình mai 10 gan đó, mai 10 gan là mình cái phái bên kia. Cho nên cái người mà không có lòng tham đó, là có phước báo, còn có lòng tham. Mà tham là gì à? Là thâm. Nhớ nghe, ai tham là thâm. Mà mình lòng tham của mình nó vi tế lắm. Một lát nữa cô sẽ nói cái lòng tham nó vi tế như nào. Mình không có thấy đâu. Không phải là mình đứng mình chặn đường, mình giật của người ta mới là tham. Nó vi tế từ ý nghĩ của mình. Mình ăn mà mình muốn gấp nhiều hơn người khác là tham, nó đã có rồi đó. Mà mình không có ngăn trừ lúc đầu thì nó dần về sau nó sẽ tham, tham,
tham thủng luôn, tham sâu luôn, thâm luôn là đứt luôn. Thì lúc này á, cái con quạ mới nói là may túi ba gang mang theo mà đựng. Thì cái người này mang túi chỉ ba gang thôi, nhưng mà họ không tin vào thần quyền, họ không tin vào cái sự mà hên xui may rủi. Họ nói làm thì ăn, không làm thì thôi. Làm gì có cái vụ mà chở đi lấy vàng. Đã là con quạ nó đến nó ăn cái khế này nó phá phách rồi, còn nói những lời đó nữa, nên hai vợ chồng không tin. Nhưng ngày sau cái con quạ tới thiệt và chở đi lấy vàng thiệt, may túi đúng ba gang đi chở. Thì lúc này hai vợ chồng ông anh thấy sao người em mau giàu quá, giờ mua mấy chục công đất, rồi mua thêm đủ thứ, nhà cao cửa rộng, bây giờ ăn mặc đẹp lên. Cho nên hai vợ chồng tham đó, người anh đó mới tới hỏi, mà quý Phật tử mình mà có chiêu mình giấu á, đúng không ạ? Buôn bán mình cũng giấu, mình là làm ăn ngon là mình cũng có chiêu là mình giấu. Sao vậy? Giấu để mình giỏi hơn người ta. Cho nên đó là mình nhìn lại đi, cho nên đó mình bị thua rồi đó. Lúc này người em có giấu không? Không, nói thiệt, con quạ vậy đó, đến ăn vậy đó, nói vậy đó, là may túi ba gang mang theo mà đựng. Hai vợ chồng mừng quá. Thôi bây giờ là anh nói cho em nghe nè, thì giờ anh em không à, bây giờ em cứ giao cho anh cái căn chòi với mấy đất nhỏ này thôi, còn tài sản ba mẹ để lại, hai đứa em về bên đó hưởng đi. Bây giờ đổi ngang vậy đó. Quý vị thấy lòng tham không? Không phải tốt đâu mà tham đó. Bắt đầu hai vợ chồng giàu đó ngồi đó canh, canh cái con quạ nó tới đặng nó ăn, ăn khế để mà đi, đi lấy vàng. Cái hai đứa em nghèo đó là không phải là mong con khế đến ăn, ăn trái khế để trả vàng, mà do cái phước tới. Còn hai người này tới gì à? Vì lòng tham. Lúc đó đúng là cái con quạ nó tới và nó cũng nói y gan vậy, ăn khế trả vàng, may túi ba gang mang theo mà đựng. Hai vợ chồng thấy con quạ tới cũng làm bộ khóc, quạ ơi, tôi chỉ có cây khế này thôi, đừng ăn khế tôi, đừng ăn khế của tôi. Làm y gan hai vợ chồng kia, nhưng mà do vì lòng tham mới làm chứ không phải nghèo. Thì con quạ cũng nói vậy, hai vợ chồng mừng quá. Quý vị biết may cái túi mấy gang? 7 gang hả? Dạ không, 9 gang. Về coi lại sự tích đi nha. Dạ, 9 gang. Người con quạ kêu may túi 3 gang mang theo mà đựng, nhưng mà lòng tham không đái, may 9 gang. Dạ, may 9 gang cho nên, nên cuối cùng là cũng đi lấy vàng, nhưng mà đi lấy không có về được. Là bởi vì sao? Đi có một đoạn thôi, 9 gang đó nặng quá, rớt người xuống dưới biển chết. Cho nên người mất, tiền, tiền cũng mất. Do gì? Do lòng tham. Cô hồi trước cô cũng biết nha, tắm biển đó với Phật tử, mình tham ra ngoài xa tắm á, và khi đuối sức mình bơi vô không kịp, và sóng nó dập, sóng cái lằn sóng nó mạnh quá mà sức mình yếu, và mình bị chết đuối. Là do chúng ta tham sống, tham tắm ở ngoài, mà lúc mà mình còn khỏe đó, mình bơi ra ngoài, càng bơi xa thì càng nguy hiểm. Một khi đuối sức rồi, bơi vô không nổi, và cái lằn sóng nó dập vô, nó đưa ra, và mình cứ đưa ra, đưa vô, đưa ra, một hồi mình chết đuối. Do vậy chúng ta ham tắm ở ngoài sâu, ở ngoài xa, mình cứ nghĩ là bình thường, nhưng một khi đối sức nó không bình thường và dễ chết đuối. Cho nên quý Phật tử biết là tắm đó thì không nên tắm xa ngoài biển quá. Nếu tắm xa thì một dần một hồi mình cứ thích cái lằn sóng á, mình bơi ra, một hồi bơi vô không nổi, do cái sức mình nó đuối và dễ rơi vào tình trạng chết đuối ở ngoài biển. Do gì à? Do chúng ta cũng tham tắm ngoài biển mà tắm xa. Còn cái khế, ăn khế trả vàng, cái người mà bị thiệt mạng mà mất luôn cả tài sản, không có gì cả, thì do gì? Do lòng tham. Cho nên trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy cho chúng ta một câu: dầu mưa bằng tiền vàng, các dục khó thỏa mãn, dục đắng nhiều ngọt ít,
biết vậy là người trí. Chúng ta biết như thế là người trí, chứ không phải cái người thông minh như là siêu trí tuệ. Phải làm cái gì ghê gớm lắm mới là thông minh. Biết ngũ dục nó có vị ngọt, và vị ngọt đó đắng nhiều, ngọt, ngọt ít. Cho nên chúng ta biết tránh xa nó. Chưa có của thì quý Phật tử sẽ làm gì à? Tìm kiếm cho bằng được. Tìm cực không à? Tìm của cực không? Làm ra của rất là cực, cực khổ vô cùng. Nhưng mà khi quý Phật tử có được của rồi thì mình sẽ gì à? Sẽ giữ. Giữ thì phải lo lắng. Thậm chí có người là đi tìm thầy bói để hỏi cái cách nào để giữ của mình. Tìm đã cực khổ, bây giờ có rồi phải cố gắng giữ. Mà quý Phật tử biết á, tất cả nó đều do gì à? Do phước mình. Không ai giỏi hơn ai cả. Cái phước mình còn phước thì còn của. Mà chúng ta hết phước thì của nó không còn. Chứ không phải cái người giỏi mới có tiền của, người dở là không có. Cái người có phước thì mới giữ được, người không phước không giữ được. Ví dụ trong gia đình quý Phật tử, anh em ruột thôi, cùng cha cùng mẹ sanh ra, thì cha mẹ nghèo cũng đồng nghèo, cha mẹ giàu đồng giàu. Nhưng mà quý Phật tử thấy anh em có ai giống ai không ạ? Dạ, có người thì giàu, có người nghèo, có người hạnh phúc, có người đổ dở. Thì vì chúng ta phải biết rằng tất cả nó là do phước của từng người. Mà phước chúng ta tạo, chúng ta làm, chứ không phải tự dưng. Phước nó có quá khứ và nó có hiện tại. Quá khứ cái người đó tự dưng giàu thì cái phước quá khứ có bố thí, cho nên họ tự dưng họ giàu, họ đã có cái nhân sẵn. Còn mình mà chưa giàu thì bây giờ mình tạo cái phước. Nếu cái phước mạnh thì nó giàu ở hiện tại, nếu mà không mạnh thì nó giàu ở ngày mai, tức là cái kiếp sau. Nhưng mà nhất định nó phải có cái nhân thì nó mới đưa đến cái quả. Và từ cái tham lam đó, từ cái chỗ ham muốn tài đó, tiền của đó, thì con người sẽ dẫn đến ganh tị, dẫn đến ganh ghét và ganh đua với nhau. Như hai anh em trong gia đình là cùng cha cùng mẹ, nhưng mà người anh thì lại là có hiếu, biết thương cha mẹ, biết lo cho cha mẹ, cung phụng cho cha mẹ, cho nên được cha mẹ rất là thương. Nhưng cái người anh này á, là cái người tốt, làm việc tốt, luôn nghĩ đến gia đình, cho nên người em ganh tị. Một hôm đó thì người em nghe được là người anh chuẩn bị đi tìm vàng, đi kiếm tiền của để về bố thí cho dân, giúp dân an cư lạc nghiệp. Vì thương dân, đã cha mẹ thương rồi mà bây giờ lại lo cho dân, mà lo cho dân thì dân nó sẽ thương. Cho nên người em này ganh tị, sợ là sau này người anh mà đi tìm của vàng, đi tìm châu báu mà thành công đó, thì cha mẹ thương nhiều hơn, cha mẹ yêu quý nhiều hơn, cho nên sợ xin đi theo người anh. Hai anh em đi tìm châu báu, thưa Phật tử, đi. Và người anh do có phước, do có đức đó, từ đời quá khứ đã gieo, đời nay tiếp tục làm, cho nên có phước và có báo đó, anh ta tìm được viên ngọc như ý. Tìm được viên ngọc như ý này thì hai anh em mới mừng. Mà cái người tìm được là người anh, người em không có tìm được. Cho nên hai anh em đi trở về nhà, trên đường trở về đó thì người anh mới nói với người em rằng cái viên như ý này là muốn gì được nấy, cầu gì được nấy. Cho nên hai anh em mình phải thay phiên giữ gìn. Khi mà anh ngủ thì em giữ, khi mà em ngủ thì anh giữ. Cho nên lúc người em ngủ thì người anh giữ cẩn thận cái viên ngọc như ý đó. Nhưng đến lúc người anh ngủ thì đứa em sanh tâm ganh tị, đã dùng hai cái thanh tre, dùng hết sức mình đâm thẳng vào mắt của người anh để mà lấy trọn cái viên ngọc như ý đó về để cha mẹ thương mình, nói mình là một đứa con là có hiếu, một đứa có tài. Đấy, cho nên đã dùng, trong lúc người anh đang ngủ say đó, thì người em đã dùng hai cái thanh trúc đâm thẳng vào mắt
của người người anh ruột của mình, mà gia tài có hai anh em thôi. Do giờ gì à? Ganh tị, do sự đố kỵ mà tàn hại lẫn nhau. Thì lúc đâm như vậy, người anh không sợ cái bản thân mình đau đớn, mà người anh bị đâm đứng lên bắt đầu la: em ơi chạy đi, có cướp, em ơi chạy đi. Lúc này người anh không nghĩ đến tánh mạng của mình, mà nghĩ đến tánh mạng của đứa em. Chỉ có người tốt thôi, chứ mình mà ai đâm vậy mà nói à đau, đau quá, chứ mình đâu có kêu em ơi chạy đi, em ơi chạy đi, có cướp. Người em lúc đó im phăng phắc và ôm viên ngọc chạy đi, ôm viên ngọc như ý bỏ đi. Thì người anh cứ đứng la hoài: em ơi chạy đi, em ơi chạy đi, có cướp, có cướp, chạy đi. Lúc này đâu có ai trả lời đâu. Sơn thần, ông Sơn thần ổng cảm động, ổng mới hiện ra. Ổng nói: ông la cái gì mà la dữ vậy, trộm ở đâu mà trộm? Em của ngươi đã cầm hai thanh trúc đâm vào mắt ngươi đó, chứ có chưa có trộm, có cướp nào đâu. Thì người anh nghe như vậy mới buồn, mới gục mặt xuống. Thì lúc này đuôi rồi, hai con mắt bị đuôi rồi, không thấy đường đi, mà một mình ở nên hẻo lánh như vậy, không biết làm sao để mà sống. Cho nên là Sơn thần, tức là ông thần núi á, mới thấy tội nghiệp, mới ban cho cây đàn, ban cho cây đàn để mà đàn đó đi xin ăn. Dạ, đi xin ăn. Người anh mới đi xin ăn, người em thì ôm viên như ý, viên ngọc như ý đi về nhà và nói chôn luôn. Về tới nhà chôn viên ngọc như ý và báo cho ba mẹ biết là trên đường đi gặp cướp, và người anh đã không may mắn cướp giết chết rồi. Còn con nhờ có phước con về tới nhà, còn người anh thiếu phước nên bị bọn cướp đó giết chết rồi. Người cha với người mẹ nghe như vậy đau lòng vô cùng. Người mẹ khóc mù hai con mắt luôn. Thương, thương con. Nó ở nhà nó hiền lành, nó có hiếu, nó tốt đẹp quá mà nó bị người ta giết như vậy, thương con. Cho nên bà khóc bà mù hai con mắt. Ngày nào cũng nhớ con, ngày nào bà cũng thả con chim bồ câu đi tìm kiếm con mình hết. Nhưng mà con chim bồ câu cũng tìm không ra. Chim bồ câu ở nhà đó quý vị, ngày nào bà cũng thả con, mà chim đi rồi chim bay về, ngày nào cũng thả đi, nhưng mà tin của đứa con lớn biền biệt. Lúc này cái anh chàng này bị mù rồi Phật tử. Bị mù rồi bắt đầu mới lấy cây đàn đó đi đàn để xin ăn. Mà ở trong gần núi có ai cho gì đâu, mà đàn ở đó vừa đàn vừa hát, không ai cho được, đói. Tội nghiệp dễ sợ. Thì lúc này có một cái người đó chăn cừu. Họ chăn cừu, họ mới nói rằng đi xin ăn mà ngồi ở đây ai mà cho. Thôi thì bây giờ ngươi đi theo ta đi. Ngươi đi giữ vườn cho ông trưởng giả, cho ông đại gia này, ông giàu lắm. Đi giữ vườn rồi để kiếm hai bữa ăn. Chứ bây giờ ngồi đây mà đàn xin ăn ai mà cho. Thì cái anh chàng mù này, anh mới nói rằng tôi mù mà sao giữ chim được. Mù mà thấy chim đâu mà đuổi, mà đi mà đuổi. Thì cái anh này anh nói là không sao, anh cứ ngồi một chỗ, tôi sẽ gắn những cái chiếc lắc ở trên cái cây, nghe tiếng chim hót là anh chỉ giật dây thôi. Giật dây là tiếng chuông nó sẽ phát ra âm thanh, thì chim nó sợ nó bay đi. Cái việc của nhà ngươi là giật dây thôi để đuổi chim, thì một ngày ta cho ngươi ăn hai bữa cơm. Thì anh chàng này anh đồng ý, bắt đầu anh đi giữa vườn bằng cách là giật dây để chim đừng có ăn trái cây của vườn của ông nhà đại gia, của nhà ông trưởng giả đó. Thì ông chỉ chịu trách nhiệm là giật dây thôi. Đến lúc mà buồn, ngồi có một mình buồn, mới cầm cái đàn ra quý vị, hát cho đỡ buồn. Vừa khải đàn vừa hát. Thì lúc này tiểu thư con nhà ông trưởng giả đi ra, đi dạo vườn, nghe tiếng hát cảm thấy mê, thích, và coi cái người hát đó đẹp hay xấu mà hát hay quá. Thì cái cô tiểu thư này cổ tới,
Cô thấy cái anh chàng này tự nhiên cô phải lòng, cô thương, cô về cô thưa cha, 1, 2, 3, phải lấy cho bằng được cái anh này. Con thích anh này, con không thích ai hết. Thì ông trưởng giả này, ông mới nói rằng con có bị điên không? Nhà mình giàu có đường đường như vậy, con là tuyệt sắc như vậy, mà con đi lấy một cái người không danh, không phận, thậm chí tật nguyền nữa, một người mù, con có bị điên không? Thì cái cô này cổ mới hăm dọa. Cô nói nếu mà cha không hợp tác á, thì con ở vậy suốt đời luôn. Con chỉ thương mình anh đó à. Thì ông cha mới nói ca khó nữa nè. Con làm cho cha khó xử nữa nè. Và cuối cùng cô đã hăm dọa bằng cách uống thuốc tự giận, không chịu ăn. Thì ông này ông nói chết rồi, kiểu này là nó đưa mình vào cái thế kẹt rồi. Ông mới âm thầm đưa cái chàng mù này đi qua nước khác để chữa trị con mắt. Chứ bây giờ chàng rể mình mù mà không có địa vị, ông mất mặt, sĩ diện. Ông mới đưa cái anh chàng mù này đưa vào một nước khác để chữa trị con mắt, rồi cho một số vàng bạc, ăn mặc sang trọng như là hoàng tử vậy đó, đặng mới xứng với con gái ổng. Thì quý vị thấy có phước không? Cái phước của cái người đó đó, chứ không phải tự dưng mà có. Thì âm thầm đưa cái chàng này đi chữa trị con mắt sáng hết rồi, cho vàng bạc giống như hoàng tử, cưới con gái, làm lễ thành hôn xong hết rồi. Thì anh này ảnh mới nói thiệt là ảnh có cha mẹ và cha mẹ cũng rất giàu. Và ở cái chỗ đó thì lúc này hai vợ chồng trở về thăm cha mẹ và kể hết sự tình đường đi nước bước như vậy. Thì cái người cha nghe được mới truyền lệnh là đem người con chặt đầu, người con út đó, người em đó chặt đầu. Tại sao anh ruột của mình mà lại nhẫn tâm như vậy? Thì cái người anh mới xin, cái người anh gặp mình mà nói giết đi cha, giết liền đi, chứ mối hận này trong lòng con ấm ức lâu lắm rồi đó. Trời, nó em con mà cái viên như ý này là con tìm được mà nó còn đâm mà con hai con mắt, mai là con không bỏ mạng xa trường đó. Thôi cha giết liền đi cha, đừng có để con nóng thêm, thấy cái mặt nó có ưa không được. Mình là như vậy, nhưng với cái người anh này là khác. Với Phật tử, người anh này nói thưa cha, là con cùng cha cùng mẹ cùng một giọt máu, ai không phạm phải sai lầm, cha hãy để con, hãy vì nghĩ đến con mà tha cho em của con, nó là em của con mà. Nghe tuyệt vời không quý vị? Quá tuyệt vời luôn. Thì lúc này á, người em mới xấu hổ bỏ đi, không biết đi đâu. Thì người anh lúc này mới về, mới đoàn tụ gia đình. Người mẹ mới sợ, con tôi về rồi hả? Đâu, nó bây giờ sao rồi? Mặt mày nó sao rồi? Tướng tá nó sao rồi? Bà mò từ trên, bà mò xuống dưới chân luôn. Bà nói, con đấy hả? Con về đó hả? Bà đã bị mù rồi. Thì hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Thì lúc này cái người anh mới nói rằng, em hãy đem ngọc, viên ngọc như ý ra. Thì đó là cách em chuộc lỗi đối với anh. Thì người em mới thiệt tình lấy cái viên ngọc như ý trao lại cho anh mình, đích thực chủ nhân của nó. Và người anh đã lập trai đàn và dâng ngọc như ý lên và bắt đầu cầu nguyện. Điều anh ta cầu nguyện đầu tiên đó là giúp cho mẹ mình sáng mắt. Và quý vị đúng như ý luôn. Viên ngọc như ý là nguyện cái gì được cái nấy. Thì con mắt của người mẹ sáng lại và anh ta nguyện rằng trăm dân của họ, bá tánh của họ, những người dân mà họ đang sinh sống cùng đó được cơm no áo ấm, nhà nhà hạnh phúc và châu báu tiền của xài ba đời bốn kiếp không hết. Và cái nguyện vừa xong thì mưa châu báu xuống, châu báu tiền của vàng ngọc xài không biết bao nhiêu đời mới hết. Thì lúc này mọi người đều xưng anh ta như là một vị vua, một người ban phước, một người ban ân, một người giúp cho họ an cư lạc nghiệp, sống ấm no hạnh phúc. Cho nên người này được tôn xưng như một vị thần. Quý vị thấy hại mà có thành công không à? Hại không có thành công người tốt được. Cho nên quý Phật tử thấy ai tốt nên tránh xa nha, ủng hộ người đó chứ hại không được. Cái người tốt là phước họ có sẵn.
và họ sẽ có một cái tự nhiên ai đó tôn vinh họ bởi có phước, do họ làm việc thiện thì họ có phước, từ cái phước đó mà phước họ có không ai hại được. Mình hại là mình tự dấn thân vào cái khổ. Cho nên cái chỗ tham nó sẽ đi đến cái ganh tị, ganh ghét. Mình tham mà không được thì mình tìm cách mình hại. Mà mình hại người ta không được thì mình khổ. Còn người khác gọi là ngậm máu phun người, không biết là có trúng người ta chưa, mà dơ thì dơ, dơ miệng mình. Hoặc là ngược gió mà quăng bụi đó quý vị, bụi nó không tới người kia mà nó tới mình không à. Cho nên người ác mà hại người hiền không có được. Cho nên mình tập cho cái hạnh tốt đẹp, giống như cái người anh. Cái người anh là tốt đẹp, lúc mà bị nạn không nghĩ đến mình, nghĩ đến đứa em. Mình bị nạn là mình sợ mình trước, nhà cháy là mình bỏ giò, mình chạy trước. Chứ mình dễ gì lo cho ai. Và cái thứ hai nữa, đó là sắc dục đối với cái đẹp. Cái đẹp thì ai cũng thích đúng không quý vị? Mình nhìn thấy cái người nào mà đẹp là mình sẽ có thiện cảm ngay. Mà người đẹp nết thì là quá đạt tiêu chuẩn. Mà nếu như cái người mà đã đẹp người, đẹp nết thì quá tuyệt vời. Mà nếu không đẹp người mà đẹp nết, mình cũng quý. Giống như là có một câu chuyện, những người đánh cá mà ra ngoài biển á quý vị, mà đánh cá không may bị sóng nó làm cho chìm thuyền. Những người đánh cá bị chìm thuyền hết. Thì lúc này sóng mới đưa những cái người đó vô bờ. Và vô bờ đó họ gặp một nhóm người đẹp, nhóm người mỹ nữ, tức là người nữ đẹp. Còn mấy cô thì sẽ cho xuất hiện những người nam thanh tú đẹp. Tại vì cái đẹp nó dụ mình. Ai thích đẹp thì cái đẹp nó dụ mình, còn ai không thích thì dụ không được. Thì nhóm người đánh cá này bị thuyền nó nhận chìm, bị sóng biển nó lật cho thuyền chìm. Sao mà tấp vô cái bờ biển đó toàn là thấy người đẹp không? Quý vị thấy phim Tây Du Ký đó, thấy người đẹp là thấy gì ạ? Yêu quái đó. Cho nên thấy người đẹp đừng nghĩ là đẹp thiệt nha. Có người đẹp thiệt mà cũng có yêu quái nữa. Thì lúc này những người này mới thấy những người đẹp này họ mừng quá. Những người đẹp này mới nói rằng các ngươi không cần phải đi làm chi cho cực khổ. Họ giàu có nè, họ lại đẹp nè, chỉ cần lên sống cùng với họ thôi. Họ sẽ cung cấp đủ thứ cho những người đánh cá này đây. Những người đánh cá này nghèo khổ, đi kiếm miếng ăn mà. Nghe như vậy rất là mừng, đã sống với vợ đẹp, lại còn giàu có. Rồi lúc đó họ ở đó, họ sinh sống rồi họ sinh con. Nhưng mà những người đẹp này họ yêu cầu một điều là không cho đi phương Nam. Không được đi về phương Nam, chỉ ở phương của họ thôi. Thì trong cái nhóm người đó có một người có trí tuệ. Họ mới nói tại sao những người phụ nữ này không cho mình đi qua phương Nam. Và có một người có trí tuệ họ mới đi thử qua phương Nam. Thì quý vị biết trong đó có rất nhiều nhà tù. Những cái nhà tù này đang chứa những người nam. Và họ mới hỏi tại sao lại bị ở tù ở đây. Thì họ nói rằng những người đẹp này đây là quỷ nữ La Sát. Còn những người con đó là con của La Sát không đó. Và họ bị nhốt ở đó để ăn thịt. Ăn thịt đợt này và bắt đầu họ sẽ ăn thịt đợt khác. Đợt của anh là mới sẽ đưa vào ngục thay thế cho chúng tôi. Và chúng tôi là những người đang chuẩn bị ăn thịt. Họ sẽ ăn thịt chúng tôi. Và các anh là người chuẩn bị nhốt. Cho nên là các anh phải cẩn thận. Thì cái người thông minh này mới biết rằng những người đẹp này là quỷ La Sát. Toàn là quỷ La Sát, chứ không phải là người đẹp. Cho nên họ mới về, họ nói với cái nhóm của họ là đây là nữ La Sát không đó. Bởi vì do cái sắc đẹp mà mình thấy đó là không phải thật, mà là quỷ La Sát hiện lên để dụ mình. Cho nên các anh em phải cẩn thận và tìm cách thoát đi. Đó là cái hại của sắc đẹp. Và thứ ba là danh lợi, tức là cái danh vị của mình. Ai muốn danh vị thì có danh vị. Danh nó có hai phần.
danh thơm và danh gì ạ? Danh không có thơm, tức là danh tốt và danh không tốt đẹp. Danh mà tốt đẹp đó là danh thơm tiếng tốt, là giàu sang đức hạnh đẹp đẽ và tốt bụng. Nói tới mà đức hạnh đẹp đẽ thì chúng ta sẽ nhớ đến ai à? Cũng là một cái danh, nhưng mà danh tốt là bao công xử án. Dạ đúng không ạ? Trong phim đó mình nghe bao công là mình biết người này là người người tốt, không vì cái quyền lợi, không vì tiền bạc mà xử nghiêng xử xéo, xử đúng cái lực mà cái người đó phạm. Ai phạm tội gì thì xử đúng theo tội đó, không phải là vua, không phải là em của thái hậu, không phải em của quan lớn, mà cái vị bao công này xử theo cái chức vị, mà xử theo tội án. Cho nên cái danh của bao công là gì ạ? Danh, danh tốt. Còn cũng có một cái danh xấu để lại cuộc đời, đó là ai quý Phật tử? Là Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là một cái danh xấu để lại tới thời của chúng ta mà mình vẫn còn biết, với vua A Xà Thế giết cha. Là cái vấn đề giết cha đó là để lại muôn đời muôn kiếp. Cái danh xấu đó, cái việc làm xấu đó ảnh hưởng đến nhiều đời, nhiều kiếp, nhiều thế hệ do cái việc làm không tốt của chúng ta. Cho nên Đức Phật cũng có dạy rằng danh lợi đến rồi danh lợi đi, ham chi một chút nhất hay là nhì, đêm nằm thao thức rồi điên đảo, hơn thua tranh chấp chỉ nhọc công. Chỉ là cái danh thôi mà mình phải khổ công, mình phải khổ trí để mà tạo. Và danh nó có hai cái, tốt và xấu. Chúng ta nếu có trí tuệ thì sẽ đi vào con đường tốt, nếu không có trí tuệ thì đi vào đường xấu. Và thứ tư nữa là thực dục, đó là thức ăn. Khi mà mình lên bàn ăn, mình có thấy cái lòng tham mình nó dễ khởi, tức là thấy đồ ngon thì mình sẽ gấp nhiều, sẽ khởi cái lòng tham. Còn đồ mà nó không ngon đó thì mình đưa nó đi chỗ khác, tại mình không thích, thì cái lòng tham mình nó vi tế như vậy. Và ai mà thích thức ăn, thích ăn cái món này, ăn cái món kia, tối ngày cứ tìm tòi làm mãi như thế thì cũng bị ngũ dục nó đè một chút. Mà nếu đậm nữa thì đi luôn. Và ham ngủ nghỉ, cái người ham ngủ nghỉ thì sao ? Một là hiện đời đó, mình giảm cái năng suất làm việc. Người ta làm 8 tiếng, mình ngủ 4 tiếng, vậy thì mình chỉ có 8 tiếng. Và tuổi thọ mình 80, nếu như mà ngủ nhiều quá thì còn có 40. Tại vì ngủ hết phân nửa, ngày 8 tiếng mình ngủ hết 4 tiếng rồi, còn 4 tiếng mình làm việc, người ta làm, thậm chí người ta làm hơn 8 tiếng thì tao giàu. Còn mình đã không làm được 8 tiếng, mình còn ngủ, mình giật xuống 4 tiếng. Có nghĩa là cái năng suất mình bị giảm, rồi mình còn ngu đần độn nữa. Bởi vì ngủ nhiều á, cái trí tuệ nó không có làm việc, nó nằm chết con chỗ à, nó thành đần độn. Và khi mà mình buồn ngủ nó với vật tử, mình sẽ có cách trị nó, không để cho con ma ngủ nó nhập vào mình, để nó hại đời của mình. Khi mà quý Phật tử buồn ngủ á, nó có 8 cách để trị. Nhưng một là không tác ý đến cái cơn buồn ngủ, không nói nghĩ đến cái cơn buồn ngủ, nó buồn ngủ kệ nó. Và thứ hai nữa là nhớ đến những đoạn kinh mà mình đã biết hay đã thuộc lòng. Nhớ mình đọc đi, đọc kinh, bài kinh nào mình thuộc đó, vô thượng thầm thâm gì đó, mình đọc rồi nhớ, thì cái cơn buồn ngủ nó sẽ biến mất, ma buồn ngủ nó sẽ không đi vào cơ thể chúng ta được. Và thứ ba nữa là đọc to, đọc nhỏ mà nó cảm thấy còn buồn ngủ thì đọc to. Mà nếu như đọc to mà nó còn buồn ngủ nữa thì chúng ta dùng hai cái lỗ tai này nè, mình kéo, mình chà hai cái tai mình chà lại, nghĩa là làm cử động thân để đừng có buồn ngủ. Và cái thứ tư, thứ năm nữa là đứng dậy rửa mặt, tặng đừng có buồn ngủ. Và thứ sáu nữa là hướng về ánh sáng, hướng về ánh sáng để trị cái cơn buồn ngủ. Và thứ bảy là đi kinh hành trong chánh niệm để giảm bớt cái sự ngủ mình. Chứ ngày có 8 tiếng ngủ hết 6 tiếng rồi, còn 2 tiếng là tắm giặt xong
Ngài không làm gì hết. Còn nếu như thực sự bảy cách này mà nó vẫn buồn ngủ, thôi nằm ngủ một chút luôn đi, nó chịu thua rồi. Nhưng mà đừng có ngủ nhiều. Ngủ khi mà mở mắt là mình phải lộm cộm ngồi dậy liền, đừng có nằm xuống nữa, nằm là ngủ nữa. Tại vì cái gọi là con ma nó nhập vô rồi là mình cứ chỉ biết ngủ mà thôi. Và quý Phật tử biết á, là tu cỡ như mình thì chắc là ngũ dục là sắc thinh hương vị xúc, hay là tài sắc danh thực thùy đó, tài tiền của sắc đẹp, địa vị đó nó chưa đâu. Tại vì mình còn tu lơ đễnh. Ví dụ lơ đễnh là sao? Mình đi lên tụng kinh mình cũng đi từ từ, không có còn hăng hái. Mà mình hăng hái mà kiểu như là mình nói câu rằng tôi lên tôi tụng một thời kinh, chết tôi cũng mãn nguyện. Cái sự tinh tấn đó đó thì ma nó mới xuống, nó dụ mình được. Còn mình nói thôi kệ, từ từ lên, chỉ lên trước thì tôi từ từ tôi lên. Lên thì tu tiếng kinh thì tụng, mà cái tâm nó chạy chỗ khác là con ma nó dẫn mình đi rồi. Cái xác thì ngồi đó nhưng cái linh hồn không có ngồi đó. Là gì à? Người có xác không có linh hồn. Còn ma thì có linh hồn không có xác. Còn mình thì có xác không có linh hồn. Ma chuẩn bị dụ mình dễ lắm, nó đi ngang là mình đi theo nó mất tiêu và khỏi, nó đưa tài sắc danh vị xuống, chưa tới mức đó. Và chúng ta lên tụng kinh thì trì trễ, còn nghe pháp thì không muốn nghe. Nghe thì nghe vậy, có hình nhưng không có tướng, có thân nhưng mà không có có linh hồn, có xác không có linh hồn. Còn hô đi làm công quả thì cũng ngán ngán sao á, bà chín bà tám gì dưới bà, trời đất quá, xuống dưới tôi thấy bà tôi mệt quá. Thật sự ma chướng không đâu quý vị, ma chướng, phiền não chướng, nghiệp chướng hết. Mà ba cái này là mình cảm thấy là mình muốn rời xa, là mình đã chuẩn bị đi vào căn nhà của ma rồi. Đấy, đã tụng kinh thì cũng từ từ lên, nghe pháp thì không thẳng nghe, đi làm công quả thôi tôi ngán bà đó quá, xuống dưới gặp bà tôi ngán quá. Rồi ba cái này mà mình đã không còn muốn thích nữa là mình sẽ thích đi vào nhà ma. Tại vì ba cái này để nâng phước, để tạo phước mà mình không có biết tiếp cận, không có biết để mà làm thì làm sao có phước. Cho nên á, là trong cái câu là Phật chúng sanh tướng tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Phật thanh tịnh, mình phải thanh tịnh thì cái đạo cảm đó, cái sự linh ứng đó, nó mới nhịp với nhau. Còn mà Phật thanh tịnh, mình không thanh tịnh, làm sao mà có cái sợi dây kết nối được. Ví dụ như gọi điện thoại thì đúng số, đúng đường, đúng địa chỉ thì bên kia mới reo máy. Còn mình gọi mà không đúng chỗ, không đúng số điện thoại, không đúng cái người đó thì không ai nhắc máy. Phật thì thanh tịnh, còn mình thì không có thanh tịnh thì làm sao cảm ứng đạo giao năng tư nghì được, không có cái cảm ứng được. Bởi vì Phật thì thanh tịnh, mình thì lăng xăng. Mình ngồi ở đây nghe nói rồi xong một bài pháp, hỏi nhớ gì, không biết nói cái gì nữa, không biết nhớ hết, nhớ một hai cái là mừng, thậm chí không nhớ gì hết. Là bởi vì sao? Mình không có nhất tâm để nghe, mình không chú ý để nghe. Giờ tụng hết thời kinh pháp qua, Phẩm Nhất hỏi xuống, chị Phẩm Nhất Phật nói gì ạ? Phật nói gì? Thôi để tôi lên tôi coi lại coi. Có người hỏi mình coi lại, còn hỏi tụng xong rồi xuống hỏi chị Phẩm kinh pháp qua Phẩm Nhất nói gì ạ? Nói gì hả? Tụng tụng gì chứ có nhớ gì đâu chị ơi. Đúng không? Có không quý Phật tử? Giờ hỏi phẩm thứ hai cũng không nhớ, phẩm thứ ba không nhớ, hỏi tụng nhiều. Tôi tụng 10 năm rồi đó nha. Tôi tụng kinh 10 năm rồi đó, nhưng mà hỏi phẩm thứ nhất sao? Quên rồi, không nhớ. Là sao? Mình tụng là có cái thể lệ vậy thôi. Tụng mà ma ha ba nhã lên tụng vậy thôi. Chứ còn nhớ thì không nhớ. Mà không nhớ làm gì mà thực hành? Mà không thực hành thì làm gì có kết quả? Cho nên là cảm ứng đạo giao nó không tư nghì được. Mình và Phật một trời vực. Phật thanh tịnh, mình không có thanh tịnh nên không thể cảm ứng được. Cho nên nói sao tu mà Phật không phù hộ, tu mà Phật không có nhìn mình, không có quan tâm tới mình. Tại đường dây nó có đúng đâu, đường link nó có đúng đâu. Cho nên quý Phật tử phải biết phải thanh tịnh thì cảm ứng đạo giao năng tư nghì
bất khả tư tư nghị. Còn tu mà như chúng ta là thân ở đây mà tâm ở chỗ khác thì chưa thử đâu, mà phải tu rất củ kiệu kìa. Tu như Thái tử Tất Đạt Đa đó, tu mà một mất một còn. Khi mà Ngài ngồi ở dưới cội cây Bồ Đề, Ngài đã tuyên bố rằng nếu không thành đạo ở dưới cội cây Bồ Đề này, bỏ xác ở đây chứ không đi đâu. Đó, tu như vậy đó, còn mình không dám à. Ở đây phải ở, không phải tôi đi chứ. Đâu có khổ sở gì mà phải dấn thân dữ vậy. Cho nên cứ đi hoài, đi chỗ này động, đi chỗ khác động, đi chỗ khác động, đi chỗ khác động, đi hoài. Cuối cùng mình nói sao à? Hình như ở đây nó không phù hợp hay sao à? Cuối cùng mình đặt câu là không phù hợp. Mà mình đâu có biết rằng tất cả là nghiệp của mình. Mà nghiệp nó theo mình như hình với bóng. Mình ở đây mình gặp việc thì đi chỗ khác cũng vậy thôi à. Chỉ có cách là chuyển hóa, dừng chân lại để chuyển hóa nó thì nó mới hết. Giống như chiếc áo dơ mà mình cầm mình đi chỗ khác mà nói áo tôi dơ, đi chỗ khác cũng nói áo tôi dơ, dạ cũng không giải quyết được gì hết. Chỉ có cách là gì? Mình phải giặt nó. Và đừng để cho nó bị dơ nữa, đừng để nó dính mũ, dính bụi, dính bặm nữa thì quả mai mới được. Còn cầm cái áo mà nó đã dính mũ, dính dơ rồi mà đi nói chỗ này chỗ kia, đâu ai giúp mình được. Có người trí ta nói chị ơi đừng có đi cho mỗi chân. Chị có cách muốn cho sạch sẽ, muốn cho thanh tịnh thì chị hãy giặt chiếc áo đó cho nó sạch sẽ là tốt nhất. Chứ đi không ai giúp chị hết. Cho nên chúng ta mà tu lơ đễnh, tu lơ tơ mơ thì không có thử được. Mà tu phải như Thái tử Tất Đạt Đa, tức là tu một mất một còn. Ngồi đây mà không thành đạo, bỏ xác ở đây luôn. Cho nên cuối cùng Ngài chứng đạo. Và cũng như là đường tăng, đường Huyền Trang mà đi thỉnh kinh đó. Quý vị biết đi thỉnh kinh đó là khi đi thỉnh kinh thì nói với Ngài rằng là Ngài đi không có trở về. Mình mà đi tu mà nghe nói đi tu mà không trở về thôi dẹp luôn. Đúng không quý vị? Tu mà không có đường trở về sao mà dám tu? Tu phải có đường trở về, phải trở về quy hoàng kìa. Còn đường tăng mà đi thỉnh kinh là có đi không có về. Nhưng Ngài gì ạ? Do cái sự học hỏi cần cầu Phật Pháp và đi cầu Pháp, cho nên Ngài chấp nhận bỏ thân mà đi cầu Pháp. Còn mình bỏ Pháp để cầu thân à. Lạnh lạnh chút thôi ở nhà cho rồi đi. Xa xôi lạnh lẽo quá vô đó tu ngán. Là gì? Thân mà bỏ Pháp. Còn Ngài Huyền Trang là một đi không trở về, vẫn đi. Là Ngài đi vì cầu Pháp. Cho nên tu như vậy đó thì ma nó mới xuống thử. Còn tu với mình thì chưa đâu, nó đi ngang cái là mình, là mình mất tiêu rồi, mình theo mất tiêu rồi, không có bị dụ đâu. Và trong cái đường tu này thưa Phật tử, chúng ta phải chọn. Một khi bước vào một cái khía cạnh nào đó, đầu tiên của chúng ta là phải chọn. Chọn xong rồi chúng ta tinh tấn, chúng ta hành trì. Chứ chọn rồi để mua cây về để thì cái cây có xanh tươi được không à? Có trổ hoa, có trái được không? Không. Mà mình phải chăm sóc cây đó. Mình chọn cái cây đó về, rồi mình phải chăm sóc, mình phải là nâng niu, giữ gìn nó. Còn gọi nó là chúng ta phải tinh tấn. Không tinh tấn là sẽ không bao giờ đạt được cái gì hết. Mà nói là chọn tinh tấn thì nó nằm trong thất. Thất giác chi. Thất giác chi gồm có trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, niệm, định và xả. Đầu tiên chúng ta là phải chọn, xong rồi tinh tấn. Nhờ có chọn và tinh tấn đó, chọn đúng và tinh tấn đúng cách thì quý Phật tử sẽ gặt hái những kết quả tốt đẹp ở hiện tại và tương lai. Thì chúng ta không rơi vào ngũ dục lôi kéo. Cho nên có một câu chuyện, có một người tử tù. Người tử tù này, ông vua, ông sắp sửa giết và ông vua cho một ân huệ. Ông vua nói rằng ta sẽ thả hai con voi ra để chà chết nhà ngươi. Nhà ngươi hãy cố chạy làm sao để thoát hai con voi này. Nếu thoát được xem như ngươi sống, còn không thoát được thì đây là bản án tử hình. Thì lúc này quý vị biết đứng trước cái lĩnh vực sống và chết thì chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ cái gì hết. Mà tu như vậy thì nó mới tốt đẹp.
Còn tu lơ đễnh như mình thì sáng nắng chiều mưa tối lai rai là chưa phải là cốt lõi rốt ráo lắm. Thì lúc này ông vua ông mới nói rằng: ngươi là mang bản án tử hình, nhưng nếu như ngươi chạy thoát hai con voi này là xem như cơ hội sống sót. Và ông vua ông thả hai con voi ra, cái anh tử tù này bắt đầu anh bỏ vô anh chạy. Lúc anh chạy ra anh có nghĩ gì không à? Anh có nghĩ là người vợ ở nhà thế này, tài sản mình phải làm cái này cái kia, có nghĩ không quý Phật tử? Cái mà anh ta nghĩ là làm sao để chạy thoát hai con voi này, chứ không nghĩ gì hết. Mà mình tu như vậy là tuyệt vời đấy. Thì lúc này anh ta chạy dữ dằn để thoát hai con voi đó. Thì khi chạy đó rớt xuống cái giếng, và vô tình rớt xuống cái giếng đó anh chụp được một cái rễ cây, một cái cây mà có rễ nó thòng xuống cái giếng á. Anh chụp được cái rễ cây anh mừng quá, anh dòm lên cái rễ cây và dòm xuống dưới đáy giếng coi nó sâu không. Thì dòm xuống đáy giếng thấy một bầy rắn độc ở dưới. Anh ta sợ quá, anh ta nhìn lên cái miệng giếng thì có hai con chuột, một trắng một đen, nó ngậm cái sợi dây. Anh ta nói sống chết cũng cận kề, bây giờ lên trên đó thì lên không được, rớt xuống dưới kia cũng tiêu. Cho nên anh ta lo lắng và sợ hãi. Lúc mà ngước lên mặt đó, ngước lên cái mặt giếng á, thì lúc này có một cái ổ ong ruồi nhỏ xuống đúng một giọt mật. Thì rớt xuống giọt mật trúng anh ta. Anh ta nếm được cái vật ngọt, mật ngọt đó anh ta quên xung quanh sự nguy hiểm đang rình rập. Anh ta quên mất đi sự nguy hiểm đang ở gần anh ta, vì cái vị ngọt đó mà anh ta quên mất. Và câu chuyện này Đức Phật muốn nói gì? Một là hai con voi đó là tượng trưng cho thiện và ác, và hai con chuột, chuột trắng, chuột đen đó là nói đến ngày và đêm, nói đến sự vô thường. Và bầy rắn ở dưới giếng đó là đang ẩn dụ cho tứ đại đất nước gió lửa của chúng ta. Còn cái dây gọi là cái rễ cây đó là tượng trưng cho hơi thở của chúng ta. Và xung quanh của chúng ta là gì ạ? Sự già, sự chết, sự bệnh, sự vô thường. Chúng ta thường nghĩ đến gì ạ? Đến sự già. Chúng ta thường nghĩ đến sự bệnh và nghĩ đến sự vô thường. Mất cái thân này, mất thân này chúng ta có nghĩ rằng mình sẽ đi đâu, sẽ về đâu, đúng không ạ? Quý vị có từng nghĩ rằng mình mất ở đây rồi mình sẽ đi đâu không? Nếu mà chúng ta có sự phản tỉnh đó thì mình sẽ có sự tu tập tốt đẹp. Còn nếu không có nghĩ đến sự nguy hiểm đó thì sẽ không có sự tu tập tốt đẹp. Cho nên nghĩ đến sự già, già mình đã có. Mình nghĩ đến sự bệnh thì chắc nghĩ rằng quý Phật tử cũng đã có bệnh rồi. Bệnh thì khổ, đúng không ạ? Rồi nghĩ đến sự chết, và chết thì chưa tới. Nhưng mình có thoát không quý Phật tử? Dạ không. Cái chết sẽ không bao giờ thoát khỏi nhịp cầu đó, mình sẽ đi qua. Và không biết chết rồi mình có được tái sanh làm người hay không, và chết rồi mình đi về đâu thì đây mình chưa biết. Cho nên mình mà thường nghĩ đến gì ạ? Nghĩ đến già, nghĩ đến bệnh và nghĩ đến chết, và nghĩ đến cơn vô thường đang chờ đợi, thì chúng ta sẽ tu tinh tấn. Và cách duy nhất để chúng ta loại bỏ sự nguy hiểm của vị ngọt, loại bỏ ngũ dục, loại bỏ sự tham muốn, loại bỏ những cái xấu, những cái không tốt đẹp bằng cách là giữ giới. Chỉ có giới là điều tốt đẹp nhất. Chỉ có giới là cái hàng rào bảo vệ chúng ta an toàn nhất. Nhờ giới đó mà chúng ta thanh tịnh, nhờ giới đó mà chúng ta thăng hoa, nhờ giới đó mà chúng ta được an lành, hạnh phúc. Quý Phật tử có giới không ạ? Dạ, có mấy giới? Dạ, năm giới quý vị thuộc không? Dạ, có. Ai thuộc? Dạ, xin mời cô. Đâu, cô đọc năm giới, cô nghe thử coi. Quý Phật tử nghe đọc năm giới rồi mình vỗ tay nha. Không phải người tu xuất gia là có giới, người Phật tử cũng có giới. Mà năm giới này là, lấy cái mic em. Năm giới này là năm bậc thềm để trở thành mẫu người tốt đẹp,
mỗi người sống có ý nghĩa, có lợi ích cho cuộc đời. Và xin mời năm giới. A Di Đà Phật, con kính bạch thưa cô là con năm giới của chúng con là: một là không sát sinh, hai là không trộm cắp, có nhắc ha, ba là không ba là không tà dâm, không tà dâm, dạ, và bốn là không nói dối, và dạ, năm là không uống rượu. Dạ, xin Phật tử cho một tràng pháo tay nè. Cố gắng lắm luôn đó nha. Rồi xin mời Phật tử ngồi xuống. Cố gắng lắm cũng năm giới. Bây giờ Phật tử đọc theo cô đi. Một không sát sanh. Lớn lên. Một không sát sanh. Một không sát sanh. Hai không trộm cướp. Ba không tà dâm. Bốn không nói dối. Năm không uống rượu. Nhớ nha, mới mốt ai mà hỏi Phật tử tu 20 năm mà năm giới không thuộc thì chết đó nha. Cho nên phải thuộc. Và chúng ta giữ giới, chỉ có giới sẽ giải quyết tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Giữ giới mới có hạnh phúc, giữ giới mới có được giàu sang, giữ giới mới có sự an lạc tuyệt đối trong cuộc sống này. Và chúng ta quý giới như là gì ạ? Như là vàng, như là bạc. Giữ giới như là quý như người mù. Người mù mà được mắt sáng quý không quý vị? Quý, phải quý như vậy. Và quý giới như là người nghèo mà được của báo. Và quý vị nghe về phần giới nha. Chúng ta giữ năm giới được sanh làm gì à? Quý Phật tử, sanh làm người, đúng, chính xác. Cho một tràng pháo tay đi quý Phật tử. Ở dưới đây Phật. Giữ năm giới được sanh làm người, giữ 10 giới được sanh làm chư thiên. 10 giới là gì à? Năm giới này cộng thêm năm cái kia nữa. Mà thấy năm giới thấy yếu quá. Thôi bây giờ cũng nói ha. Thân 3, khổ 4, ý 3. Thân là không sát sanh, trộm cướp và tà hạnh, hay còn gọi là tà dâm. Đó là thân. Khẩu có 4 là không nói dối, không nói lưỡng thiệt, không nói ác khẩu, không nói thiêu dệt. Ý có 3 là không tham, không sân, hay còn, và thứ 3 nữa là không tà kiến, hay còn gọi là si. Thân, khẩu và ý. Là thân có 3, khẩu có 4 và ý có 3. Thì giữ được 10 điều này sanh về cõi trời. Và đó là gì ạ? Là thiên thừa và thanh văn thừa, tức là quý cô thì phải tu bằng gì à? Tứ đế sẽ về thanh văn thừa. Và duyên giác là Phật độc giác đó, là tu 12 nhân duyên. Và Bồ Tát thì tu lục độ thì gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định. Bây giờ cô nhắc lại nha quý Phật tử thuộc lòng nha. Ngũ giới của chúng ta đó gọi là nhân thừa. Ngũ giới là chúng ta, nhân của ngũ giới sẽ thanh làm người. Và thập thiện là 10 điều thiện đó thì quý vị sẽ sanh làm cõi trời, sanh về cõi trời. Và thanh văn là tu tứ diệu đế. Tứ diệu đế gồm khổ, tập, diệt và đạo. Và chúng ta tu duyên giác thừa, tức là Phật độc giác, là tu 12 nhân duyên. Và cái cuối cùng là tu Bồ Tát. Ở đây ai muốn làm Bồ Tát thì tu lục độ. Lục độ gồm có bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định. Và muốn loại trừ tất cả những ngũ dục trên cuộc đời này. Muốn loại trừ những thứ vị ngọt nguy hiểm, xuất ly, viễn ly, sự ngọt nguy hiểm, để đời sống quý Phật tử an lạc, giải thoát. Thì cách duy nhất đó là giữ gìn và quý giới như quý trồng con mắt mình, quý như thân mạng của mình, và quý giới như là quý đứa con yêu duy nhất của mình. Nhờ quý đó, nhờ giữ gìn đó, nhờ sự bảo hộ đó, thì đời sống quý Phật tử nhờ giới, đời sống sẽ được an lành, hạnh phúc, và sự nghiệp sẽ được thăng hoa trong một ngày gần đây nhất. Và cô chúc quý Phật tử nhân khóa tu tại chùa
diệu pháp, được nhiều sức khỏe, nhiều sự an lành và luôn thành công trên bước đường tu tập cũng như là tiến trình làm ăn của mình luôn được phát triển và như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư cô giảng sư, toàn thể Phật tử chúng con vô cùng cảm kích trước tấm chân tình sâu đậm, ân nghĩa tràn đầy mà chúng con được thọ hưởng từ sư cô giảng sư đã dấn thân về nơi miền xa xôi này để giảng dạy cho chúng con ngày hôm nay. Ôi thâm tình biết bao, tình sư cô thật độ lượng bao dung, với nụ cười và ánh mắt dịu hiền sư cô đã ban rải cho chúng con. Vì sự nghiệp hoằng dương Phật Pháp, sư cô đã dấn thân về miền xa xôi hiệu lánh, về nơi mái chùa diệu pháp bình dị đơn sơ này. Sư cô chẳng quản ngại đường xá xa xôi, Phật sự đa đoan, mà đến đây để ban pháp cho chúng con. Nguyện cầu ánh sáng Phật Pháp được trường lưu mãi nơi thế gian này. Qua những lời giảng dạy im điềm tự hòa của sư cô đã ban tặng, như những giọt nước cam lồ đã tưới mát cho hàng hậu học chúng con, như những dòng sữa ngọt ngào dịu dụng đã rót vào tâm tư đại chúng. Ngưỡng bạch sư cô giảng sư, dẫu thời gian có xóa nhòa đi tất cả, rồi sư cô sẽ trở về lại chốn tổng lâm, nơi miền xa xôi ấy. Ở lại nơi này đã in đậm trong tâm khảm của chúng con. Chúng con xin được xem bài pháp nhũ hôm nay là món quà vô giá mà cuộc đời ban tặng. Chúng con cũng xin lấy đó làm hành trang trên bước đường tu học giải thoát. Bởi vì trên mảnh đất tâm khô cằn của chúng con hôm nay đã được tưới mát bởi những giọt nước cam lồ mà sư cô vừa ban tặng. Tâm của chúng con đã tìm thấy được sự an vui, hạnh phúc và niềm tin vững chắc nơi Tam Bảo. Kính lạy Tăng người thừa chí cả, Thầy Thế Tôn truyền hóa đạo màu, từ bi hóa độ vô cầu, làm Thầy mô phạm dẫn đầu chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư cô giảng sư, qua bài pháp tuyệt vời của sư cô ngày hôm nay, cùng hình ảnh thân thương thấm tình đạo vị, hình bóng vô ngã vị tha của một vị sứ giả Như Lai là ánh đuốc soi đường để chúng con tìm về chân hạnh phúc. Trước khi dứt lời, thay mặt ban tổ chức cùng toàn thể hành giả tu tập trong một khóa tu an lạc tại chùa Diệu Pháp hôm nay, đồng kính dâng lên sư cô lòng biết ơn sâu sắc nhất. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho sư cô pháp thể kinh an, phước trí viên minh, Phật sự chóng viên thành. Xin mời toàn thể Phật tử chúng ta cùng cúng dường lên sư cô một tràng pháo tay thật lớn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư.